lời nguyện họ mai chúng ta có thể lâu đời. Thời kỳ hùng vương lập nước 4.000 năm trước, hào khí họ mai sứ danh truyền qua bao đời. Chuyện tích hoa dư hấu dưa giảng danh tên người, tộc quần tổ tiên được khởi nguyên từ mái an thiêm quần duyên ý trời. Họ mai Việt Nam chúng ta cát tường muôn đời, dòng tộc mệnh danh mừng lòng yêu nước, hào khí tộc mai nước Nam, hào khí yên rồng lừng lẫy truyền nhân nối ngôi dòng dõi lạc hồng. Là bài trường ca dù trải qua nhiều thiên biến vẫn mãi vang xa. Tộc sức chia đoàn kết nhau, tuy tha hương vẫn nhớ về, vẫn hướng về nguồn cội tổ tiên. Tổ tiên